bây giờ Thắng sẽ đưa các bạn đi tới một nơi có rất là nhiều đồ chơi, và toàn là đồ chơi màu hồng luôn. Đó chính là cửa hàng đồ chơi Miss Happy. Có nhiều đồ chơi lạ thật đấy, nhưng mà ở đây chỉ có giết một loại đồ chơi mà thôi. Đó chính là cái con thỏ Miss Happy này đây. Một con thỏ màu hồng rất là đáng yêu cute, nhưng mà nhìn cái hàm răng của nó là hết luôn cả cái sự đáng yêu cute. Đó chính là cái hàm răng của con Dumbo đấy. Hay là bọn này nó là anh em mí nhau nhở? Có một cái đầu thôi mà đội lên tận hai cái mũ. Mà còn một bên Clo hình như là bắt chiếc style của con bạn Malila sao? Hai cái bạn này sinh đôi à? Lại rủ nhau vào đây mua đồ chơi thì đúng ý luôn. Vào đây mua đồ chơi sinh nhau. Thường là sinh đôi người ta mua cái gì cũng giống nhau, quần áo giống nhau, giày xếp giống nhau, đồ chơi cũng phải giống nhau. Nên là vào đây là hợp lý rồi. Ở trong này là đồ chơi nào nó cũng giống nhau hết, tên của nó cũng giống nhau. Bởi vì là cái cửa hàng đồ chơi này chỉ bán duy nhất một loại đồ chơi mà thôi. Bên này cũng thế này, toàn là mấy cái con Miss Happy này thôi. Ở ngoài này đã có nhiều như thế này rồi, nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Đợi Thắng mở cái cánh cửa này ra cho các bạn xem. Wow, trong này còn nhiều đồ chơi hơn, nhưng mà mình có bị hoa mắt không? Mình vừa nhìn thấy, ui, không phải hoa mắt đâu mà là sự thật. À, chắc chỉ là cái mô hình thôi. Cái mô hình kiểu như bên trong nó là những cái cỗ máy để là cử động cái cánh tay, gãi đầu, xong bắt đầu là tay. Kiểu như ngạc nhiên, ui, hôm nay mình quên mất cái gì rồi. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại cái hành động này thì ai bảo nó là quái vật đâu. Nó chỉ là một cái con mô hình bình thường thôi. Ở bên cạnh này có rất là nhiều đồ chơi. Bên cạnh này cũng có rất là nhiều đồ chơi. Thôi, đi vào trong này tiếp này. Ờ, ba cái kệ ở đầu này là... Ui, cứu mình anh em ơi. Nó không phải là mô hình đâu mà nó là con quái vật. Trời ơi, nó bắt mình rồi. Thế là nào, bây giờ mình phải cẩn thận này. Ở bên này người ta cho một cái máy bay, nhưng mà mình không có tiền nên là mình không dùng được. Bên trong mấy cái kệ này người ta đã bán đồ chơi khác rồi. Thế là nào, nó sẽ đuổi mình các bạn ơi. Ở trong kệ này là bán đồ chơi ô tô với cả mấy cái con gấu đen xì xấu hoắc ra. Có mấy cái con Miss Happy đấy, nhìn nó xinh đẹp, nhưng mà nó lại là một con quái vật. Đội hai cái mũ nó đi bắt mình cửa. Mình chui vào trong này, này còn lơ mới bắt được mình nha. Wow, anh em ơi, nó học con Haki Wagi, nó chui được cả vào trong này, nó bắt mình cửa. Sợ quá, đừng có nói là nó có thể tụt xuống đây cùng với mình được nhá. Nó mà tụt xuống đây, nó cứ đuổi đằng sau mình thì làm sao mà mình nhảy qua được. Wow. Biết làm sao mà nó không đuổi mình rồi, bởi vì là nó sợ mấy cái bẫy gai này nè. Nó mà đuổi mình, chẳng may nó rớt xuống đây thì làm gì có ai cứu nó nữa. Khéo, cẩn thận. Để mà vượt qua được mấy cái quạt gió này còn khó hơn cả nhảy bắp cua luôn. Đó, mình phải đạt được cái độ cao cao nhất thì mới được nhảy qua. Đi qua chứ không phải là nhảy qua ấy. Nhảy sang bên này đi, nhảy sang bên này nữa này. Nhảy lên cái cột ống cống này. Được rồi, bên kia có chiếc máy bay, nhưng mà cái máy bay này cũng mất tiền và cái động cơ phản lực bên này cũng mất tiền, nên là mình chả dùng cái gì cả. Bạn làm mà có nhiều tiền, mấy bạn ấy cứ lạp vào trong Roblox không cần chơi là cũng phá đảo được game rồi. Lên trên này thì lại có kiểu như là cái bơm kiểu lò xo, mình nhảy lên xong rồi tưng qua bên này. Ủa, uầy, tí nữa là toi mạng luôn anh em ơi, may mình bám được vào đây đấy. Không bám được ở bên dưới này có mà mất mạng đi chơi. Giờ lại phải nhảy qua mấy cái hình tam giác này. Này thì tam giác này. Ui, đi sang bên trái hay là bên phải đây? Tất nhiên là đi sang bên trái rồi, bởi vì là bên trái có cái cầu thang này. Leo lên cầu thang đi. Lên nào. Ở bên này có một cánh cửa này, mở cái cánh cửa này ra. Ơ, bạn này, đi, đứng ở đây làm cái gì? Không phải đợi mình. Mình khắc tự lo cho mình được. Đây này, ở trên này có mũi tên, người ta chỉ đến đây. Thế thì mình sẽ phải đi lên đây. Lên đây nữa. Ồ, mấy cái trò này nhìn nghe có vẻ là giống cái tổ chim bồ câu ở nhà mình ghê nhở. Nhà bạn nào có chuồng chim bồ câu thì mấy bạn đấy mới biết được. Ấn cái nút đỏ này là reset. Không ấn là mình sẽ phải cầm cái cầu thang này. Mình dê đi đâu đây. Ở trên này có được không ta? Đây rồi, nó là chỗ này này. Cái bạn này gà, không biết, phải cầm xuống, xong bắt đầu đi lên đây này. Nhảy lên đây này, đi qua đây này. Oh, đây. Tự nhiên mình nhìn được cả ra bên ngoài luôn. Mắt của mình chuyển sang mắt siêu nhiên nè. Rồi, xuống cái phòng này rất nhiều màu sắc, rất là nhiều hình luôn. Oh, cái bạn nữa kia hình như là bị cái cỗ máy đồ chơi này hít vào hay sao ấy. À, khi mình play là mình sẽ nhập tâm vào chiếc máy trò chơi này luôn. Và đằng sau mình có một con thỏ, cái đầu thỏ. Nhảy lên nào, ok. Ui, nó nhảy là
Ui trời ơi, cứu mình các bạn ơi, cứu mình, cứu mình. Mình nhảy là nó cũng nhảy, thế là nó bắt được mình rồi. Ok không sao, nó chỉ là game thôi. Mình lại có thêm một mạng nữa, các bạn kia cũng bị mất mạng rồi. Bây giờ chạy nhanh lên. Nhảy lên nào. Ủa, nhảy lên nào. Nhảy lên nào. Mạnh lên. Mạnh lên. Ok, lại rớt xuống rồi, mình không quen tay cho lắm. Cứ tưởng dễ, hóa ra nó rất là khó đấy nha. Nhanh em ơi, nhảy lên nào. Nhảy lên nào, nhảy lên nào. Phải nhảy từ xa nha, chứ đừng có là đến cái góc tường ấy nhảy là không được đâu. Qua luôn bên này đi. Nhảy lên bên này đi. Ui, ui, ui. Chạm vào đây là cái con thỏ đấy nó sẽ bị bỏ lùi ra xa ngay. Không có tuổi gì mà đấu với mình cả. Bây giờ kiểu gì là mình cũng sẽ qua được mấy cái màn này rồi. Ok, xuống ngay. Xuống nữa đi. Có cái hôm nay, ngày hôm nay là nó lại lướt sang sau. Làm sao mà đuổi được mình. Ok, đã qua được, chạy thoát được cái cắt thỏ đi rồi. Và tiếp theo là Thắng sẽ phải gặp chướng ngại vật. Đó chính là mấy cái tia laser này. Màu đỏ, mấy cả màu cam thì cũng không làm khó được mình đâu. Ui, ui, ui. Quả xúc sắc này. Từ từ đã, bây giờ là mình phải làm như thế nào đây? Liệu như mình đi vào đây mình có tăng tốc không ta? Rồi anh em ơi, thôi lùi lại đi. Lấy cậu, lấy cậu, lấy cậu. Ui, ui, cứu mình, cứu mình, cứu mình, cứu mình, cứu mình. À, nhảy sang bên cái ô màu xanh ngọc này này. Được rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Nhảy sang ô màu xanh ngọc tí nữa là toi luôn. Rồi, 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 rồi. Màu xanh ngọc tiếp. Yeah, đã qua được rồi. Bên này là mấy cái khối Rubik này. Wow, wow. Mấy cái ô màu đỏ nó cứ quay liên liệ thế kia. Thế là mình làm mình nhảy sườn luôn. Rồi, tiếp theo. Ui, cảm giác rất gần nhưng mà thực ra nó là xa đấy. Nên là nó đã bỏ rơi mình rồi. Nhảy lên đây. Qua được luôn anh em ơi. Qua được luôn, qua được luôn. Oh my god, chỗ này là khó lắm nha. Nào, nhảy lên nào. Ui, được rồi. Đã qua được mấy cái khối Rubik đây rồi. Kiểu như là nó sẽ làm cho mắt của chúng ta hoa mắt, chóng mặt. Nên là không thể nhảy lên cái vị trí chính xác được. Đầu này là có một cái khẩu pháo màu xanh lá cây cực kỳ là to này. Bây giờ là mình sẽ chui vào đây. Wow, và nó bắn mình lên tận đây luôn. Rồi, đi qua đường ống cống màu xanh ngọc này nào. Wow, wow, wow. Wow, mình không hiểu cái điều gì xảy ra. Ở cái chỗ đấy hình như là có nước sao. Thế là mình trượt chân mình ngã xuống kìa. Lên là đến cái đoạn này, phải nhảy lên. Đó. Chéo 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 chéo. Chéo sang bên tay trái. Chéo sang bên tay phải. Bạn này chơi đi, đứng ở đây làm cái gì. Không cần đợi mình đâu. Đợi cái tia laser này. Nó quay, quay, quay. Xong bắt đầu mình nhảy sang. Thế là ok luôn. Vừng ơi, mở cửa ra. Hình như là bên kia có một cái loot. Trời ơi, mình không để ý. Mình mà để ý là mình sẽ nhảy sang bên này. Mình ấn loot để cho nó đỡ mất thời gian. Cánh cửa kia nó đã mở ra rồi. Rồi, 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 rồi. Mình phải chạy theo chiều thuận của cái tia laser này nhá. Cái thanh, 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 thanh. Thanh này. Nhảy sang bên này. Cánh cửa đã mở ra. À, cái bạn này đợi mình mở cửa ra xong rồi đi xa đi mà. Không chịu ấn gì cả. Lười là chỉ có bị thua mà thôi. Phải chăm chỉ như mình này. Những đứa ơi, mình rớt một phát xuống tận dưới này luôn. Cần gì mình nhảy cứ vùng quanh làm cái gì. Wow. Wow, cái gì thế? Người ta chuyển sang cái góc này cho mình này các bạn ơi. Nhưng mà cái góc này nhìn nó hơi lạ mắt. Không biết là mình có bị nghẹo cái mạng nào hay không đây. Rồi, đã qua được bên này rồi. Nhưng mà người ta không cho mình điều khiển chuột. Người ta chỉ cho mình điều khiển thanh điều hướng thôi. Rồi, quay nè. Quay, ui. May quá không bị làm sao anh em ơi. Không bị làm sao, không bị làm sao, không bị làm sao. Wow, đã qua được rồi. Bây giờ là mình có thể điều khiển bình thường rồi nha. Đi sau đường bên này. Bên này là có một cái cầu thang máy. Nhưng mà cầu thang máy rất là cùi luôn. Nó không đưa mình lên mà nó lại đưa mình xuống. Đưa mình xuống đâu đây? Gặp cái con thỏ kia đúng không? Wow, đúng luôn. Trước mặt kia nó chính là con thỏ. Nhưng mà nó đã có cái càng cua rồi. Nó có một cái bộ giáp sắt nữa. Mà hình như là bây giờ là mình phải tiêu diệt hai cái cánh tay càng cua của nó kia thì mới bắn ở thân của nó được. Rồi, ui giời ơi, người ta trang bị cho mình một cái khẩu pháo to như này. Nên là mình sẽ phải cố gắng để tiêu diệt được cái con thỏ kia. Con thỏ kia đâu lại đây. Ui, nhìn nó đáng sợ quá. Anh em ơi, có ai cứu mình không? Bắn ra cái quả tia laser kia. Sợ quá, sợ quá. Tưởng mình lại không. Ui, 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 ui. Cứu mình. Trời ơi. Ơ nhưng mà sao mình chuyển sang cái góc nhìn này mà mình không thấy cái khẩu súng của mình ta. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Bắn nè, không thấy cái khẩu súng nhưng mà vẫn bắn ra đạn nào. Ok rồi, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Ui, con thỏ đầu bò này nó cực kỳ là khỏe luôn nha. Anh em ơi, bắn nó này, bắn nó này.
bắn nó này, vừa chạy vừa bắn. Một bên nữa. Lúc nãy nhìn ở xa là tưởng hai càng cua, nhưng mà nhìn gần hóa ra nó là những cái khẩu súng 6 lòng. Sợ quá. Tại vì là nó rất là lặng nên là nó không thể đuổi theo mình được. Ui. Cái con thỏ đây mình tưởng là mình phải tiêu diệt ở cái thân hoặc cái đầu của nó, nhưng mà chưa gì bắn hai cái quả súng sau lòng của nó mà nó đang nghéo như thế này rồi. Thế thì tưởng cái con thỏ kia cái sức mạnh của nó như thế nào cơ. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu anh em ơi. Anh em có thấy là cái mặt của cái con thỏ đấy nó giống mặt của con Dumbo không? Lướt sang bên này đi. Hết cái đoạn đường này là chúng ta có thể thoát khỏi cái nhà máy đồ chơi sản xuất cái con Happy đó rồi. Rồi nha các bạn ơi, cái video ngày hôm nay của Thắng tới đây là kết rồi. Và Thắng sẽ hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.